tiểu sử diễn viên Thanh Giang, thôn nữ của màn ảnh Việt và cuộc sống khác biệt sau màn ảnh. Khi còn là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thân Thanh Giang đã khiến bao bạn bè ghen tị khi được chấm vào vai Thảo, cô gái tật nguyền, tội nghiệp cho bộ phim nhựa Người đi tìm giấc mơ. Từ vai diễn đầu tiên ấy, Giang như bị đóng đinh với tuýp cái quê, hết cô bí thư đoàn năng nổ trong Hương đất đến cô Đào, phó chủ nhiệm hợp tác xã trong Đất và Người, rồi cô sinh viên tỉnh xa lên thành phố học trong nơi tình yêu bắt đầu. Cứ ra trường là mọi người lại gọi Thanh Giang là Đào, vai cô thôn nữ hiền lành chịu khó trong 24 tập phim Đất và Người. Sau thành công với bộ phim Đất và Người, Thanh Giang lại tiếp tục với 18 tập phim Hương đất, đạo diễn Trần Quốc Trọng. Trong phim, Giang vào vai Thoa, một bí thư chi đoàn bản lĩnh đứng lên đấu tranh giành quyền lợi và lẽ phải cho người dân trong xã. Trong quá trình kết hợp làm việc với các cán bộ ở Hà Nội, Thoa đã gặp nhà báo Duy Quang và họ đã có cảm tình. Giang tâm sự đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của cô sau gần 3 năm nghỉ sinh con. Bối cảnh phim được đạo diễn Quốc Trọng chọn một xã nghèo ở tỉnh Bắc Giang, hai mẹ con hăm hở khăn gói về thăm quê ngoại luôn. Thật là hiếm khi có thời gian vừa được đóng phim, vừa được ở gần con, gần gia đình. Tham gia hơn 40 bộ phim truyền hình và phim nhựa cũng đã đủ để cô diễn viên sinh năm 1982 tích cóp những kinh nghiệm về khả năng diễn xuất cũng như không ít những kỷ niệm khó quên. Đó là hồi đóng phim Đất và Người, Giang đóng cặp với Hồng Minh. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần rất muốn cảnh kết của một mối tình sóng gió ở 24 tập có cảnh hôn nhau, nhưng Giang nhất quyết cháu không hôn đâu. Lúc đó cô mới là sinh viên năm 2, rất sợ bố mẹ khi xem sẽ sợ người yêu ghen. Đạo diễn bảo rồi không hôn, nhưng lại ra ghé tai vào vai anh Hồng Minh, bao giờ bảo hôn mày cứ hôn cho tao. Các vai diễn của Giang không quần thâm, áo hoa thì cũng quê quê, lành lành có, đáo để cũng không thoát khỏi hình ảnh cái quê. Giang tâm sự, để vào những vai đó, Giang phải xem, nghe, đọc và huy động mọi kiến thức hiểu biết của mình về nhân vật cũng như khả năng các kỹ thuật diễn xuất cũng được đào tạo trong trường. Cuộc sống của Giang khác xa những vai diễn trên màn ảnh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống, làm về truyền thông, bố và chị gái đều làm ở đài truyền hình tỉnh Bắc Giang. Thân Thanh Giang được nuông chiều từ nhỏ. Cô nàng sướng từ trong trứng đã khiến cho không ít bạn bè ngưỡng mộ và ao ước khi sở hữu làn da trắng mịn, mái tóc mềm, mượt và suôn dài, vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên sự kiêu sa đó lại ít được các đạo diễn khai thác, trừ vai Thìn trong Không gian đa chiều. Đa số các đạo diễn lại nhìn thấy ở cô diễn viên quý tộc, vẻ chân chất ở gương mặt với hàm vuông và các nét dịu dịu hiền hiền. Một số người nói Giang có vẻ đẹp thôn quê dù óng ả. Có lẽ vì thế mà Giang trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu ngoài đời lại luôn là người quê kiểng, chân chất mộc mạc khi lên phim. Tâm sự về cuộc đời, thân Thanh Giang bộc lộ. Từ bé đến giờ, cuộc sống của tôi như ý, trọn vẹn, hạnh phúc, tôi là người may mắn. Không may mắn sao được khi Giang chưa hề biết khổ, là sinh viên cô có nhà riêng bố mua tặng. Đang học năm thứ 3, Giang cưới chồng rồi sinh con, sau 3 năm chôn nén, niềm đam mê phim ảnh để làm người mẹ trẻ, Giang đổ quân cho nhà hát kịch Hà Nội. Quần áo luôn đúng mốt, thay xế như thay áo, chút bỏ lốt nhân vật, Giang như công chúa sống trong tấm nệm vàng. Người như thế lại phải cứ vật vã vì các vai khổ khổ trên phim. Đóng mãi những vai khổ sở đến nỗi ông xã phải kêu lên, ngoài đời em chả thiếu gì sao lên phim em khổ thế. Sau lời than phiền của ông xã, mới đây Giang được mời vào cô luật sư trẻ trong phim Khát vọng công lý. Giang đang sống những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời của một người phụ nữ. Nhìn Giang tươi rói trên màn ảnh, cứ ước sao có nhiều vai diễn phù hợp để sắc đẹp được tỏa hương trên phim và khán giả có thêm cơ hội để chiêm ngưỡng. Sinh ra trong một gia đình có bố và chị đều làm ngành truyền hình, thân Thanh Giang từng đoạt giải nữ sinh thanh lịch ở xứ quan họ trước khi lên Hà Nội theo đuổi nghệ thuật. Với bệ phóng vững chắc, thân Thanh Giang vượt trội hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa khi chập chững đến phim trường. Ngay sau vai Đào trong phim Đất và Người, thân Thanh Giang trở thành gương mặt mới, rất được các đạo diễn săn đón. Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, thân Thanh Giang đã tham gia hàng loạt bộ phim như Cỏ lông trông, Người đi tìm giấc mơ, Hương đất, Khát vọng công lý. Ngay lúc cơ hội được mở ra cho một ngôi sao thì thân Thanh Giang quyết định lấy chồng. Sinh viên năm thứ 3, thân Thanh Giang lên xe hoa và năm sau thì sinh con đầu lòng.
nhiều người tỏ vẻ tiếc rẻ cho Thân Thanh Giang không chịu tận dụng thanh xuân để có vị trí cao hơn trong showbiz. Nhưng Thân Thanh Giang có cách lý giải riêng. Tôi hài lòng với những gì mình có, tôi không mong đợi điều gì hơn thế nữa. Đôi khi tôi chỉ sợ những hạnh phúc đang có bị mất đi, bị tan đi, tôi không biết mình sẽ sống thế nào. Nhưng từ bé tới giờ, cuộc sống của tôi như ý trọn vẹn hạnh phúc. Tôi là một người may mắn. Nếu xem những vai diễn gái quê của Thân Thanh Giang, ai cũng nghĩ rằng Thân Thanh Giang ít nhiều nếm trải vất vả nơi đồng ruộng. Tuy nhiên hoàn toàn trái ngược, Thanh Giang vào vai gái quê, thành công đều nhờ diễn xuất. Những thân phận gái quê khắc khổ, nghèo đói, làm lũ và bị phụ bạc phần lớn được thể hiện theo phương pháp của Thân Thanh Giang là chất chiêu cảm xúc. Vì chưa sống qua những nỗi đau buồn như thế bao giờ. Tôi phải đọc nhiều, phải xem phim nhiều để tích lũy vốn nghề. Nếu không sớm lấy chồng, rồi lo chăm con mấy năm, sau đó đầu quân cho nhà hát kịch Việt Nam, thì bây giờ liệu Thân Thanh Giang có trở thành một ngôi sao điện ảnh không? Chuyện nghệ thuật khó đoán định, thế nhưng xem vai Ngậm trong bộ phim Hoa Cỏ May phần 2 và vai Đào trong bộ phim Đất và Người trước kia có thể thấy được khả năng hóa thân đa dạng của Thân Thanh Giang. Khoảng giữa hai vai diễn ấy là một đám cưới bất ngờ mà Thân Thanh Giang chia sẻ. Thật sự nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều, không hiểu sao lúc ấy lại quyết tâm cưới chồng đến thế. Tôi cứ nghĩ đơn giản yêu là cưới thôi. Anh Sơn, chồng của Thân Thanh Giang, lúc ấy chỉ vừa mới ra trường, nhà cửa chưa có, lương 600 ngàn một tháng. Anh bảo với tôi, anh sẽ không bao giờ để em phải khổ. Anh sẽ mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Anh chỉ nói có thế và tôi tin. Thế là quyết định đám cưới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Có lẽ tôi cũng là người sống đơn giản, nghĩ mọi chuyện đơn giản, chồng vẫn khen là dễ nuôi. Chồng của Thân Thanh Giang hôm nay cũng đã là một doanh nhân có bát ăn bát để. Hình ảnh Thân Thanh Giang trưng diện thường ngày không thua kém cuộc sống giàu sang của nhân vật Ngậm trong bộ phim Hoa Cỏ May phần 3. Diễn viên Thân Thanh Giang thổ lộ, những gì cô đang có được đều nhờ cơ duyên hạnh phúc từ cuộc lấy chồng sớm năm xưa. Anh Sơn là một người chồng tuyệt vời, tôi không mong đợi gì hơn thế. Anh ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi đi làm, đi diễn, có khi đi 2 tháng trời anh vẫn cặm cụi trông con, làm mọi việc nhà. Tôi làm nghề chỉ vì đam mê chứ không phải vì tiền. Biết vợ không có tiền, anh luôn cẩn thận đưa tiền cho vợ trước mỗi chuyến lưu diễn xa để chi tiêu thêm. Anh Sơn luôn biết tôi cần gì, tôi thích gì và không thích gì. Tôi không thể làm bất kỳ điều gì có lỗi với anh ấy được vì anh ấy quá tốt, quá yêu chiều vợ.